Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Có phải ngồi thiền mỗi ngày để tâm an lạc, khai sáng trí tuệ và tràn đầy năng lượng? Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Mỗi phút giây thiền định, tuệ sẽ sinh. Tuệ sinh thì nghiệp hết, phước mới đến. Khi tuệ sinh thì không còn chấp tướng, không còn bị lôi kéo vào thị phi nhân ngã. Và hiểu rằng ở đời làm ăn kiếm tiền, kiếm người cần giúp đỡ, không phải để kiếm phiền não. Con người luôn mong muốn rằng bản thân có được phong thủy tốt, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu hiểu cái gọi là phong thủy tốt cơ bản vô cùng đơn giản. Chỉ cần từ trường trong nhà bạn được vượng khí, bằng chính từ trường thiện lành của những người sống trong nhà, bằng chính sự cảm thông bằng những tiếng cười. Nói cách khác, bạn phải điều phục được tâm thân của mình hợp nhất, không sân hận sẽ không sản sinh ra khí trường hắc ám. Bạn phải điều phục được những người sống cùng hoặc là làm việc cùng, điều phục bằng cái tâm chân thành, họ kính bạn bằng cái tâm, không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Khi ý khởi thiện, ánh mắt, hành động, lời nói sẽ hành thiện. Ngày ngày bạn huân tập điều gì sẽ tạo tác những nghiệp ấy. Một cô gia chủ 40 rất đau khổ vì sự tranh chấp ngôi nhà giữa những người trong gia đình, giữa người chồng và cha mẹ của cô. Mọi người trong nhà đều khắc khẩu, không thể thỏa hiệp. Trước kia cha mẹ cho một mảnh đất, hai vợ chồng hùng tiền xây cất nhà. Nay cô ly hôn, cha mẹ đòi lại mảnh đất ấy, người chồng thì muốn bán căn nhà tìm nơi khác lo cho hai đứa con. Ai cũng có lý, thế thì ai sai? Danh văn lợi dưỡng khiến con người u mê. Người không tu thì rơi vào cảnh ngộ này sẽ nổi cơn thịnh nộ, bằng mọi cách đòi lại tài sản của mình. Ánh mắt, lời nói, hành động rất đáng sợ. Cái gì gọi là nhân quả trong câu chuyện này? Chính là sự không hòa thuận, sự thiếu cảm thông khi sống cùng trước kia. Đến lúc phát sinh mâu thuẫn, càng không thể thỏa hiệp. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Là nhìn đâu cũng thấy chướng, không cho mình nổi những phút giây an lạc trong chính ngôi nhà của mình, bên chính người thân của mình. Người không tu dưỡng tâm tánh, khi mê càng thêm mê. Cô gia chủ ấy không thể nào ngộ ra được. Chính bản thân cô ấy phải tu để khai ngộ, để cha mẹ, khi cha mẹ đã quá già, không cho cha mẹ một phút giây an tĩnh, lại lôi kéo họ vào tranh chấp danh lợi. Người mà trước khi mất, tàn thức chứa đầy oán giận, khó lòng về cõi lành. Trong cuộc tranh chấp ấy, tất thảy mọi người chấp vào căn nhà, chấp vào tài sản, thứ không thể mang theo khi lìa đời. Sự tranh chấp không hồi kết này sẽ tạo ra những hành động bất thiện, ảnh hưởng trực. Nếu mỗi ngày thiền định, bạn sẽ thấy rõ chân tướng của sự việc, của những lỗi lầm trong quá khứ. Mỗi ngày hành thiền, bạn sẽ điều phục được con ma nóng giận trong chính mình, tránh tạo nghiệp đáng tiếc. Thế nào là chấp? Thế nào là xả? Chấp là ôm vào lòng những thứ không thể thay đổi, những thứ ngoài khả năng. Xả là buông những ý niệm của quá khứ, của việc ngoài khả năng. Xả là ngộ ra rằng có sinh sẽ có diệt, không quá đau khổ khi ai đó mất đi. Xả là không chấp những lời nói bất thiện, không phân biệt tốt xấu đúng sai. Dù người nhỏ hơn mình xưng hô thiếu tôn trọng, dù họ mắng mình cũng không để tâm, ngược lại còn cảm thông, đó là xả. Xả được cái tôi là đối đãi với tất cả mọi người cùng một tấm lòng, cùng một tâm thái. Hạ mình giả thưa, không phân lớn bé, không phân giàu nghèo. Xả là bỏ ý niệm tôi phải trở thành người giàu có, tôi phải là người lo cho gia đình. Thay vào đó vẫn cố gắng trong khả năng, tức là xả bên trong không phải xả bên ngoài. Nghiệp lực lớn nhất của con người chính là chấp tướng, chấp vào đúng sai, chấp vào cái tôi. Làm sao biết mình xả được sự chấp ngã?
Giả dụ Khải Toàn nói: tôi là người có tiếng, bao nhiêu người cầu thị, bạn trẻ hơn, sao tôi phải hạ mình dạ thưa? Ngay khi Khải Toàn nói chữ tôi đã là chấp, ngay khi thiếu sự tôn trọng với bất kỳ ai đó là chấp. Ngay khi thấy lời nào đó mang tính thiếu tôn trọng, tự huyễn hoặc mình phải ở thế hơn đều là chấp. Khi bạn nằm xuống đi vào giấc ngủ, chẳng còn cái tôi nào cả, chẳng mang theo được gì ngoài nghiệp lực. Chính là những tạo tác trong quá khứ, chúng tích tụ ngay ngay trở thành tập khí. Thời gian trước, Khải Toàn được gia chủ cho tài xế riêng rước đi xem một căn biệt thự ở quận 9. Bạn trẻ này sinh mùa xuân năm 98, mệnh vốn kỵ mộc hỏa, hành đại vận lại là hành hỏa. Điều đó cho thấy vận khí đang suy, tâm tính gốc vốn dễ nóng giận, hành vận suy càng dễ nóng giận. Nhận thấy Khải Toàn cởi mở trò chuyện, em ấy kể rằng: vừa qua em bị mất trộm một chiếc xe máy là tài sản đáng giá với em. Em rất buồn. Vài hôm sau em nằm mơ, trong giấc mơ em đã bắt được tên trộm ấy và em đã đánh rất nhiều lên tên ấy. Khải Toàn bảo rằng: em làm với anh Minh, tức là sếp của em ấy, là có phước. Nếu mỗi ngày dành 10 phút hành thiền, em sẽ thấy điều kỳ diệu từ bên trong. Nếu mỗi ngày em vẫn được nghe chú Đại Bi như em đã từng nghe, đó là một tập khí thiện lành. Khi ai đó mất tài sản, mất mát là chướng ngại, vận suy là chướng ngại, tâm ma sẽ trỗi dậy, đi vào cả tàn thức, đi vào cả giấc ngủ. Nếu ngày ngày không huân tập điều lành, tập khí bất thiện chiếm cả giấc mơ của bạn là điều khó tránh khỏi. Nếu ngày ngày huân tập điều lành, bạn sẽ điều phục được tâm ma của mình, điều phục được hạt giống sân hận ẩn bên trong tâm hồn của chính mình. Ngày ngày niệm điều lành là cách gieo hạt giống thiện lành vào tàng thức, xả bỏ sự chấp tướng. Khi bạn tĩnh tọa hành thiền, thân bất động, ngữ bất động, chỉ có ý là sao động. Trong thời khắc hành thiền ấy, chấp nhận những sai lầm trong quá khứ, chấp nhận rằng bạn sẽ trả giá cho chúng, chấp nhận rằng có thân tức có bệnh, có sống tức có phiền não, là có chướng ngại, dần dần bạn sẽ xả bỏ chúng, xem chúng là những người thầy của mình. Khi thấy xung quanh quá nhiều thứ khó chịu, đó là do tập khí của bạn quá lớn, lại không chịu tu dưỡng tâm tánh để đoạn trừ, vận khí của bạn không thể hưng vượng. Ngày ngày, bất kỳ giờ nào, bất kỳ nơi nào, bạn ngồi nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở tầm vài phút, đó chính là tu thiền. Nếu chưa quen, bạn có thể đếm vào hít 1, thở ra đếm 2, cũng có thể vừa đi vừa thở, vừa đi vừa theo dõi nhịp thở, hoặc là hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Tại sao phải thiền? Thiền là phương tiện cho tâm bạn sáng, cho bạn cơ hội huân tập nghiệp thiện, tiêu trừ tập khí bất thiện. Rốt cuộc đau khổ hay tự tại là do góc nhìn. Để có góc nhìn khai ngộ, bạn phải tu dưỡng tâm tánh qua các bài pháp, bài kinh và hành thiền, tự tu dưỡng để đạt cảnh giới tâm thân tự tại. Sớm thì 2-3 năm, muộn thì 5-10 năm. Giả dụ mỗi sáng tâm khởi thiện, cầu nguyện cho tất thảy mọi người, tất thảy chúng sanh được an lành, là cách tưới vào tâm thức chính mình sự thiện lành. Thêm vào đó quyết tâm cải biến, mà nó chính là chiếc áo giáp tâm thức để thuần phục khi chướng ngại xuất hiện. Đó cũng là cách tự độ chính mình trước khi độ người thân. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.